Thưa quý vị, để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn bằng giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn, chiều nay tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023, giải pháp nâng cao chỉ số này trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Quỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo kết quả công bố chỉ số PCI năm 2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, thì chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần và 142 chỉ tiêu cơ bản. Chỉ số PCI của tỉnh Bạc Liêu năm 2023 đạt 63,03 điểm, tăng 2,67 điểm so với năm 2022, song vẫn không nằm trong nhóm 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023. Trong số 10 chỉ số thành phần, có 6 chỉ số tăng điểm và 4 chỉ số giảm điểm so với năm 2022. Cụ thể, 6 chỉ số tăng điểm là gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền. 4 chỉ số giảm điểm gồm chỉ số tiếp cận đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế, pháp lý và an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để phân tích, tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn đang gặp phải, tạo bước đột phá để cải thiện và nâng dần thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt tối đa nhằm tạo sự chuyển biến căn bản rõ nét cả về nhận thức và hành động, nhất là người đứng đầu, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền phụ trách, tập trung phân tích kỹ các chỉ số thành phần để có giải pháp nâng cao điểm số, đưa chỉ tiêu cụ thể cho từng chỉ số để nỗ lực phấn đấu, chú trọng các chỉ số thành phần có điểm số thấp. Để nâng cao điểm số và thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị các cấp, các ngành trước mắt cần tăng cường rà soát lại những khó khăn vướng mắc với các doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời, nỗ lực đơn giản hóa, thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, tăng cường thanh tra kiểm soát, phát huy hiệu quả vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân, Hiệp hội Du lịch tỉnh. Giao các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch. Chỉ số thành phần nào thấp điểm thì chúng ta xây dựng kế hoạch đăng ký với Ủy ban tỉnh. Năm nay thấp điểm thì chúng ta phấn đấu làm sao là cao điểm. Còn về sơ kết 5 năm thực hiện cái chỉ thị 12, nghị quyết 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy đó, tôi đề nghị là sở kế hoạch đầu tư làm tham mưu cho ban sư đảng. Sau cái hội nghị này đề nghị là ta mời BVCI Cần Thơ xuống, BVCI Việt Nam vậy đó, mở tổ chức cơ hội nghị đánh giá lại chỉ số PCI của tỉnh thành phần để cho cán bộ công chức liên quan đến các chỉ số thành phần này nè dự hội nghị và các địa phương, các sở ngành. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung đào tạo lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh thành phố vào năm 2025.